Hôm nay mình đi đổ đuống cả nhà. Nay mấy ngày không có đổ? Hai ngày mấy à? Đó, con xẻo cũng như trước rồi cả nhà. Điểm cũ ha. Con bưng cái thao. Mình với con trai mình đi nha cả nhà. Để cầm thao đi. Đó. Con lưu với cô ca đi đổ đáy luôn con. Đi. Đi. Chưa thấy đoạn đi đổ đáy luôn. Đi đi. Đó, đi theo luôn nè. Lắm đi là không bị đi theo đi lâu đi lâu đâu đái con đi đi rồi, đi con đó, nó khôn hết nha rồi cái xẻo nè lắm cũng hai mấy năm 30 chuyện qua không có đổ trước đổ cũng khá có lộn tâm ngày nước thấy im quá không biết sao đây. Lô, cô ca, đợi nè con, đi, đó. Cô ca, rồi bỏ cái thao xuống cầm máy. Bữa hổm đổ cách đây 4 ngày đủ, ký lô, mình chết
đổ địa điểm nè, nhí con rắn mắc dép luôn. Do it.